Vậy thì trước tiên là các thầy có câu hỏi kiểm tra bài cũ như sau. Ta lung đá vôi thì thu được 28 gram vôi sống và khí carbonic. Tính số mol vôi sống thu được. Ở đây các em thấy là người ta thu được 28 gram vôi sống. Vôi sống công thức là CaO. Vậy muốn tính số mol thì mình lấy M nhỏ chia M lớn. Đó, mới kiểm tra xong, mới học xong này. Công thức này quan trọng lắm, hay dùng lắm. Tính số mol thì lấy M nhỏ chia cho M lớn. M nhỏ của nó là 28 gram. Còn M lớn và CaO thì chúng ta sẽ tra bảng nha. Bảng trang 42 ấy. Canxi là 40, còn oxy 16, 40 cộng với 16 là bằng 56. Vậy là M lớn của chất này bằng 56. Vậy số mol là 28 chia 56 là bằng 0,5 mol. Vậy thì nếu như chúng ta biết được khối lượng của CaO rồi, làm cách nào mà dựa vào số lượng, dựa vào cái số mol CaO vừa tìm được, tính được khối lượng CaCO3 đó, và dựa làm cách nào dựa vào số mol của CaO mà tính được số mol của CO2, thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay. Đây chúng ta sẽ học bài 22 tính theo phương trình hóa học. Thì cái bài tính theo phương trình hóa học của mình sẽ được học trong hai tiết. Tiết 1 chúng ta sẽ tìm hiểu xem bằng cách nào tìm được khối lượng chất tham gia và sản phẩm. Chúng ta lại trở lại ví dụ vẫn là nung đá vôi. Ta thu được vôi sống và khí carbonic. Bây giờ người ta cho mình biết là hãy tính khối lượng vôi sống thu được khi nung 50 gram đá vôi. Bây giờ thì đây là bài gọi là bài tính theo phương trình hóa học, cho nên bài này chắc chắn mình phải biết phương trình hóa học rồi. Cái phần tóm tắt này là để thầy tóm tắt cho bọn em xem thôi, chứ còn khi bọn em làm bài thì môn hóa không bắt buộc phải tóm tắt nhá. Đó. Thì trong cái đề bài người ta cho khối lượng của CaCO3, bắt tìm khối lượng của những chất kia. Thì đầu tiên nhá, việc làm đầu tiên trong cái bài này là chúng ta tính M lớn của cái chất này ra, M lớn của CaCO3 ra. Nhá. M lớn của CaCO3 thì mình tính là nó sẽ bằng 100 gram trên mol nhé. Ca là 40, canxi là 12, oxy là 16, nhưng đây có 3 oxy cho nên các em phải lấy là 3 nhân với 16 cộng hết lại nó ra 100 là gram trên mol, chỗ này thiếu chữ mol, gram trên mol. Đó. Sau khi tính M lớn của cái chất đá vôi này này, thì chúng ta thấy người ta cho là 50 gram đá vôi. Vậy thì mình sẽ tính số mol của đá vôi. Số mol của đá vôi sẽ bằng M nhỏ chia M lớn. M nhỏ là 50 gram, còn M lớn là 100. Đó, gram trên mol. Và chia phép chia này nó ra kết quả là 0,5 mol. Đấy là số mol của CaCO3. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ viết phương trình hóa học của phản ứng này. Và chất tham gia phản ứng ở đây chỉ có một chất thôi, duy nhất một chất, đó là CaCO3. Đó, nung nóng nó, có nghĩa là phản ứng phân hủy. Ta thu được vôi sống CaO và khí CO2. Như vậy, phía đằng sau của mũi tên là ta có hai chất, các chất sản phẩm á, là gồm có CO2 và CaO. Rồi, cái phương trình này rất là may cho chúng ta là nó tự cân bằng. Đó, các em thấy là nó tự cân bằng, nó canxi bên trái mũi tên nhá, nhẩm lại nhé, bên trái mũi tên có một canxi, bên phải mũi tên có một canxi. Đó, bằng nhau. Bên trái của mũi tên có một carbon, bên phải có một carbon. Đó, oxy này, trong hợp chất CaCO3 ở bên trái này là có 3 oxy. Ở bên phải mũi tên nhá, bên phải mũi tên. Đó, trong cái chất CO2 này là có 2 oxy cộng với một oxy ở chất bên kia nữa là thành 3 oxy. Vậy là số nguyên tử oxy hai bên bằng nhau, tất cả đều bằng nhau. Phản ứng này ta nó tự cân bằng, ta không cần thêm hệ số gì cả. Vậy thì ta lập tỷ lệ theo phương trình, có nghĩa là lập tỷ lệ số mol của các chất tham gia theo phương trình á.
Đó, một mol CaCO3 phản ứng với một nó sẽ tạo ra một mol CO2 và một mol CaO. Ở chỗ này thì em chờ thầy chút nhé để thầy chỉnh sửa. Chỗ này theo quy ước của trường mình là cái này là theo quy ước chúng ta cái dòng bên trên thì chúng ta chỉ cần ghi ấy thôi. Dòng bên trên chúng ta chỉ cần ghi một mol đó thôi chứ không cần ghi mũi tên. Rồi nói lại nha. Rồi theo phương trình này có phải là kem nhìn cái tỷ lệ các cái hệ số tham gia trong cái phản ứng này này, các hệ số của các chất này, hệ số của CaCO3 là một, hệ số của CO2 cũng là một, hệ số đứng đằng trước của CO cũng là một. Như vậy tỷ lệ các chất là một mol CaCO3 thì sẽ tạo ra một mol CO2 và một mol CaO. Giờ theo đề bài này. Đó, theo phương trình thì chúng ta cứ nhìn cái hệ số bên trên có bao nhiêu ta viết xuống. Đây viết tất cả đều là một cho nên chúng ta ghi 3 số 1 liền nhau, 3 số 1. Để đơn vị tính là mol. Rồi theo đề bài, số mol CaCO3 mình tính được là 0,5 mol, vậy mình sẽ ghi 0 0,5 mol ngay phía dưới của CaCO3. Bây giờ tự dựa vào cái số mol của cái chất ban đầu này này, mình sẽ phải tìm số mol của CO2. Thì cách tìm là như này. Là chúng ta lấy số mol của CaCO3 chúng ta nhân với số mol của CO2. Có nghĩa là nhân chéo, nhân theo đường chéo nhé. Đó, 0,5 này nhân với 1. Đó, được bao nhiêu mình chia ngang, có nghĩa là mình chia cho số 1 ở chỗ mình chia cho số mol của cái chất CaCO3 này này. Đó. Nhân chéo chia ngang. Các em nhớ cái môn hóa học của mình là như thế. Không muốn tính số mol của cái chất CO2 này này thì mình nhân chéo chia ngang 0,5 nhân 1 chia 1. 0,5 nhân 1 thì vẫn là 0,5, chia 1 thì nó vẫn là 0,5. Và đáp số là 0,5. 0,5 nhân 1 chia 1 là bằng 0,5 mol. Tiếp tục tính số mol của CaO thì mình cũng vẫn làm như thế, nhân chéo chia ngang. Đó. Nhân chéo chia ngang. Để chỗ này chúng ta có thể lấy số mol ngay ban đầu này ta nhân với số 1 ở của CaO rồi ta chia cho số mol của CaCO3. Nhưng mà làm như thế nó hơi dài, phải không? Bước đi của nó nhảy nó hơi dài. Thì chúng ta có thể lấy ngay số mol của CO2 là chúng ta làm tương tự như bước 1 được nhá. Lấy 0,5 mol này nhân 1 này chia 1 này nó sẽ đó, nhân 1 chia 1 nó ra 0,5 mol. Vậy là tính được số mol của hai chất kia rồi. Rồi. Số mol của CaO mình tính được là bằng 0,5 mol. Vậy thì khối lượng của CaO sẽ bằng số mol nhân M lớn bằng 0,5 nhân 56 bằng 28. Đó, đây là ví dụ số 1. Rồi, bây giờ đến ví dụ số 2. Ví dụ số 2 này. Đốt cháy bột nhôm cần dùng 6,72 lít khí oxy là điều kiện tiêu chuẩn. Người ta thu được nhôm oxit, hãy tính khối lượng nhôm cần dùng. Rồi, ví dụ này thầy sẽ giảng xong rồi bắt đầu thầy sẽ cho bọn em chép lại để làm ví dụ nha. Rồi, đầu tiên này. Chúng ta sẽ tính số mol của oxy. Em thấy là trong đề bài người ta cho là đốt cháy bột nhôm cần dùng 6,72 lít khí oxy ở điều kiện tiêu chuẩn. Đúng không? Vậy thì bước đầu tiên nhé, các em thấy trong cái đề mà người ta cho bao nhiêu gam chất nào hoặc là bao nhiêu lít khí chất nào thì các em hãy tính số mol của cái chất mà người ta cho đó. Tính số mol của cái chất người ta cho, đây là cho 6,72 lít khí oxy. Vậy mình phải tính số mol của oxy nhá. Số mol tí nữa chúng ta trình bày vào chúng ta ghi là số mol oxy nhé. Tính số mol oxy. Số mol thì bằng thể tích chia cho 22,4. Đây là ở điều kiện tiêu chuẩn mà. Cho nên lấy thể tích chia 22,4. Vậy số mol oxy là 0,3 mol. Giờ ta viết phương trình hóa học của cái phản ứng này ra.
Đốt cháy nhôm, nhôm là Al, khí oxy là O2, thu được Al2O3. Lưu ý các em nhé, trong đề bài người ta không có cân bằng cho mình đâu, mình phải tự cân bằng đó. Bây giờ mình viết sơ đồ là nhôm cộng O2 ra Al2O3, sau đó mình cân bằng này. Mình cân bằng là ở bên trái của mũi tên thì có O2. Bây giờ tạm thời quên số 4, số 3 với số 2 này đi nhá. Coi như ba số này chưa có đi, không? Giờ chúng ta chỉ cần, trong đề là người ta chỉ cho Al cộng O2 tạo thành Al2O3 thôi. Thế bây giờ mình phải cân bằng nó. Thì bên phải là mình có O3, còn bên trái thì mình có O2. Vậy cái O3 này nó là một số lẻ cho nên chúng ta phải nhân 2 lên để nó thành số chẵn. Vì thế ta phải ghi số 2 ở phía trước của Al2O3 này này. Mình viết số 2 ở phía trước của Al2O3 là để sau nhân 2 cái số 3 này lên, 2 nhân với 3 là bằng 6 oxy. 6 nguyên tử oxy nó mới là số chẵn nhá. Rồi. Vậy từ đây mình sẽ suy ra được cái số nguyên tử oxy bên kia cũng phải là 6, mà O2 này nó có 2 rồi, bây giờ phải nhân với 3 thì nó mới bằng 6. Vậy là số oxy sẽ bằng nhau ha. Đầu tiên nhá, hệ số đầu tiên là số 2 ở phía trước của Al2O3. Mục đích là để nhân với số 3 ở đằng sau này này cho số nguyên tử oxy nó chẵn nhá. 2 nhân với 3 là bằng 6. Như vậy số nguyên tử oxy nó chẵn rồi, mà mình biết nó bằng 6 rồi. Mà số nguyên tử oxy ở bên kia mới có số 2 thôi, O2 thôi. Bây giờ mình muốn biết là O2 phải nhân mấy bằng 6 thì mình nhắm mồm thôi. Ở 2 nhân với 3 bằng 6. Vậy mình viết số 3 ở phía trước của O2. Rồi tiếp tục mình lại tính số nguyên tử nhôm. 2 nhân với 2 ở đằng sau này là 4. Vậy nhôm là 1, vậy phải nhân với 4 nó mới bằng 4 ở hai bên. Đó, cân bằng phương trình là như thế. Rồi sau khi cân bằng phương trình xong thì chúng ta viết tỷ lệ số mol theo phương trình. Thì các em thấy cái phương trình này dễ giải thích hơn này, là bởi vì số các hệ số của nó đứng đằng trước mình nhìn thấy này, số 4 này, số 3 này, số 2 này. Vậy theo phương trình chúng ta sẽ có là 4 mol nhôm phản ứng với 3 mol oxy để tạo ra là 2 mol Al2O3. Đó. Rồi theo đề bài nhớ là chúng ta không ghi cái mũi tên này vào nhá, ghi thì cũng được nhưng mà ở quy ước của trường mình là không có ghi mũi tên này. Mũi tên là chỗ 4, 3 mol thành 3 mol thành 2 mol này, chúng ta ghi mũi tên bên dưới thôi. Rồi, theo đề bài này, mình tính số mol của oxy là 0,3 mol. Vậy mình viết 0,3 mol ở ngay ở phía dưới chân của oxy nhá. Rồi. Bây giờ mình sẽ tìm số mol của những chất khác trong cái phương trình này. Đây. Muốn tìm số mol của nhôm thì mình nhân chéo xiên ngang. Lấy 0,3 nhân với 4 rồi chia cho 3 nhé, 0,3 nhân 4 chia 3 đó, nhân chéo chia ngang đó, 0,3 nhân 4 chia 3, 0,3 nhân 4 chia 3 là nó bằng 0,4 mol đó, các em nhớ nhá, 0,3 này nhân với 4 này xong rồi chia cho 3 là hàng ngang này. Giờ tương tự tính số mol của Al2O3 thì mình lấy 0,3 này nhân 2 rồi chia 3. 0,3 nhân 2 chia 3 thì nó sẽ ra đáp án là 0,2 mol. Đây là chúng ta tính được số mol. Rồi chúng ta chờ thầy mấy giây để thầy chỉnh lại cái bổ sung thêm cho này để tí nữa bọn em chép vào cho nó. Đó, đầu tiên chúng ta phải tính số mol khí oxy.
Đó, thầy giảng lại phương trình này rồi để chúng ta chép nhá. Đầu tiên này, bước thứ nhất là mình người ta cho 6,72 lít khí oxy ở điều kiện tiêu chuẩn. Vậy thì chúng ta phải tính số mol khí oxy ra. Đó là bằng V chia 22,4. Bước thứ hai là chúng ta viết phương trình hóa học ra. Thì đọc theo cái đề bài này này, người ta đốt cháy bột nhôm, nhôm là Al. Đốt cháy thì nó sẽ là cộng với khí oxy, có nghĩa là Al cộng với O2. Rồi tạo thành là mũi tên này, sản phẩm là Al2O3. Như vậy là trong cái đề bài nhé, nhìn vào đề bài thì mình chỉ viết được sơ đồ thôi, là Al cộng O2 tạo thành Al2O3 thôi. Rồi sau đó mình phải cân bằng phương trình nhá. Các em phải cân bằng phương trình. Thì nguyên tắc là cân bằng ở bài này là số nguyên tử oxy phải là số chẵn. Bên phải có mũi tên là O3 cho nên nó là số lẻ. Vì thế các em phải nhân 2 phía đằng trước của cái hợp chất này để số nguyên tử oxy nó thành số chẵn, là 2 nhân với 3 là bằng 6 là chẵn rồi. Thì suy ra số nguyên tử oxy ở bên trái của mũi tên cũng phải bằng 6, mà nó có sẵn 2 rồi, bây giờ mình nhân với 3 lên thì nó sẽ thành 6 thôi. Còn số nguyên tử nhôm ở bên phải mũi tên là 2 nhân 2 là 4. Vậy suy ra số nguyên tử nhôm ở bên trái cũng phải là bằng 4. Vậy cân bằng xong ha, ta sẽ biết số mol theo phương trình. Đó, hệ số của nhôm là 4, như vậy là tỷ lệ sẽ là 4 mol nhôm phản ứng với 3 mol O2 tạo thành 2 mol Al2O3. Rồi theo đề bài người ta cho là số mol oxy, là số mol oxy mình tính trên này là 0,3 mol này. Rồi từ số mol oxy này tìm ra số mol nhôm bằng cách là nhân chéo nhân 0,3 này với số mol của nhôm 0,3 nhân 4, sau đó chia ngang. Như vậy là 0,3 nhân 4 chia 3, nó sẽ ra được đáp số ở đây. Đáp số cần tìm của chúng ta là 0,4 mol. 0,3 nhân 4 chia 3 là bằng 0,4 mol. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ tìm ra số mol của Al2O3. Lấy 0,3 nhân 2 chia 3. 0,3 nhân 2 chia 3. Đó, đáp số nó sẽ ra được là 0,2 mol. Rồi, chúng ta bây giờ chúng ta viết cái các em trong cả lớp, các em viết ví dụ hai này vào trong vở cho thầy. Rồi, thầy có lẽ lúc nãy có vẽ một mũi tên mà nó bị ẩn mất rồi. Và chúng ta viết cho thầy một mũi tên là từ cái 0,3 mol của oxy này nhá. Chúng ta viết một mũi tên sang bên kia. Ở trên. Quên, hơi quen. 0,3 mol của oxy này này, chúng ta viết một mũi tên ngược lại. Đó, ở cái chỗ theo đề bài này, từ 0,3 này mình viết một mũi tên ngược lại. 0,4. Có nghĩa là oxy là gốc nhá, oxy là điểm bắt đầu. Vậy từ oxy này mình tìm ra số mol bên phải, từ oxy mình tìm ra số mol bên trái. Đó, từ oxy mình suy ra hai bên. Rồi cách tìm là nhân chéo chia ngang. Các em hãy viết ví dụ hai này vào trong vở, viết cả viết đề bài và viết bài làm vào trong vở cho thầy. Tuần này là tuần 15, tuần sau là tuần 16. Vậy là thứ ba của tuần sau thầy sẽ cho kiểm tra thường xuyên lần nữa các em nhá. Kiểm tra thường xuyên lần nữa. Thế sẽ là kiểm tra thường xuyên lần này thì cho làm cái gì ta? Cho làm tính theo phương trình mới học. Dựa vào đề cương. Phương trình hóa học.
Bài thứ ba tuần sau thầy cho các em kiểm tra thường xuyên, gọi là thời gian 15 phút. Thầy sẽ hỏi các em là liên quan đến cân bằng phương trình nhé, nội dung là liên quan đến cân bằng phương trình và cũng cho tính số mol, tính khối lượng, tính thể tích luôn. Có nghĩa là cái bài bài giống, có một số câu sẽ hơi giống với cái đề kiểm tra 15 phút lúc trước của mình nhá. Với lại thầy sẽ cho một số câu giống như trong đề cương ấy, là cân bằng phương trình, thầy cho một cái sơ đồ phản ứng ra, sau rồi các em phải cân bằng, sau các em phải sẽ hỏi là khi cân bằng rồi đó, có nghĩa là khi lập phương trình hóa học xong rồi thì hệ số của nhôm bằng mấy, giống như cái phương trình trong cái đề mình đang nhìn trên màn hình thế này đó, thầy sẽ cho sơ đồ thôi chứ thầy không cho cân bằng. Thầy cho là Al cộng O2 rồi mũi tên nét đứt ra Al2O3, thầy hỏi là sau khi lập phương trình hóa học thì hệ số của Al2O3 là bao nhiêu đó, thì đáp án thứ nhất là 1, đáp án thứ hai là 2, A là 1, B là 2, C là 3, D là 4. Vậy thì mình cân bằng xong mình mới chọn được đó, cân bằng xong mình thấy A là bằng 2. Thế thầy cũng lại cho sơ đồ này, thầy hỏi sau khi cân bằng xong thì hệ số của O2 là bao nhiêu, thì nếu mà mình làm đúng rồi thì mình thấy ủi dễ dàng, hệ số của O2 chính là số 3. Em nhớ nhá, số đứng đằng trước đó là hệ số nhá. Đó. 4 này là hệ số này của nhôm, 3 là hệ số của khí oxy, có nghĩa là hệ số của O2. Còn số 2 này là hệ số của chất Al2O3. Các em phải nhớ đó. Để đến lúc thầy kiểm tra thầy hỏi á, thầy hỏi là sau khi lập phương trình thì hệ số của oxy là bao nhiêu? Thì các em phải nhớ là hệ số của oxy là cái số đứng đằng trước, cái số to đùng này này, là số 3 này nhá. Chứ hệ số không phải là cái số 2 đằng sau đó nhá. Số 2 đằng sau người ta gọi là chỉ số. Còn cái số 3 đằng trước này mới gọi là hệ số. À, nhớ nhá, nhớ phải biết. Rồi giờ sau thầy sẽ cho kiểm tra cân bằng phương trình và tính số mol, tính khối lượng, tính thể tích, tính mở lớn. Đó. Còn cái bài này thì để sang học kỳ 2 thì kiểm, chứ giờ kỳ 1 mà kiểm các em mới học, các em chưa ngấm được. Rồi chép xong đi nhá, rồi ta chuyển sang ví dụ tiếp theo. Rồi chúng ta sau khi chép xong thì chúng ta thêm một dòng thôi. Không có ghi là theo phương trình hóa học ta có n nhôm bằng bao nhiêu đâu nhá. Tại vì ta tính sẵn ở đây là bằng 0,4 rồi nên không cần phải ghi bước này nữa. Chúng ta ghi khối lượng nhôm là, khối lượng nhôm là m sẽ bằng số mol nhân m lớn là bằng 0,4 nhân 27 bằng 10,8 gram. Rồi chờ thầy tí. Để chỉnh sửa luôn cái bài này. Cái lời giải này sẽ là khối lượng nhôm là đó, chúng ta chép vào xong rồi chúng ta ghi cho thầy cái chữ khối lượng nhôm là đó, m bằng số mol nhân m lớn là bằng 0,4 nhân 27 là bằng 10,8 gram. Rồi chép nhanh vào nhé để ta chuyển sang ví dụ kia. Rồi rồi vậy đây là các bước tìm khối lượng chất thâm ra vào sản phẩm. Bước 1 ta sẽ tìm số mol. Bước 2 là ta lập phương trình hóa học. Bước số 3 là ta sẽ dựa vào phương trình tìm số mol chất thâm ra vào sản phẩm. Bước số 4 là tìm khối lượng của chất theo công thức. À,
Để thầy chụp hình lại cái màn hình này, thầy gửi vào ô chat cho bọn em. Đây là các bước để tính theo phương trình hóa học đó. Tính khối lượng chất tham gia vào sản phẩm, các bước làm như vậy. Bước 1 là tìm số mol của các chất. Có hai cách tính số mol. Tính số mol của theo số gam thì tính công thức N bằng M nhỏ chia M lớn. Còn nếu mà số mol chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn thì dùng công thức N bằng V chia 2,4. Bước số 2 mình lập phương trình hóa học. Bước số 3 là dựa vào phương trình tìm số mol chất tham gia và sản phẩm. Và bước số 4 là tìm khối lượng chất theo công thức này. Rồi, em nào mà chưa viết kịp thì chúng ta nhìn vào cái ô chat của lớp mình để chúng ta viết nhá. Thầy có gửi lên trên đó rồi đó. Rồi, bây giờ ta có một ví dụ minh họa. Bài tập số 1B sách giáo khoa trang 75. Cho biết khối lượng của sắt là bằng 2,8 gram. Phản ứng hết với HCl, tính khối lượng của HCl đã tham gia phản ứng. Thì bước số 1 là ta tìm số mol của sắt nhá. Nhớ là tìm số mol của sắt. Cái chất người ta cho chất nào thì tìm số mol chất đấy nhá. Tìm số mol của sắt ra. Bước thứ hai là viết phương trình hóa học. Sắt cộng HCl ra FeCl2 cộng H2. Viết phương trình ra thì phải cân bằng nhá. Cân bằng. Ở đây thì chúng ta thấy bên phải này có hai hydro, bên trái mới đầu chỉ có một hydro thôi. Cho nên nhân 2 lên là số hydro bằng nhau. Khi mình nhân 2 ở chỗ HCl này thì số clo là ở bên trái bằng 2, số clo ở bên phải cũng bằng 2, bằng nhau. Sắt bên phải bằng 1, bên trái bằng 1, bằng nhau hết rồi. Vậy chúng ta chỉ cần cân bằng phương trình này, thêm mỗi số 2 là xong nhá. Số 2 vào chỗ HCl. Rồi theo phương trình mình ghi số mol ra, sắt là 1 mol. HCl là 2 mol, FeCl2 này 1 mol, hydro là 1 mol. Các em ghi nhìn cái hệ số đứng đằng trước đó là để ghi ra số mol nhá. Hệ số của sắt là 1 cho nên ghi 1 mol. Hệ số của HCl là 2, các em ghi 2 mol. Hệ số này 1 ghi 1. Hệ số này 1 ta ghi 1 mol. Rồi theo đề bài, ghi số mol sắt ra. Số mol sắt là 0,5 mol ha, 0,5 mol ta ghi ngay chỗ 0,5 mol sắt này. Rồi tính ra số mol của HCl thì sao? Nhân chéo chia ngang, lấy 0,5 nhân 2 chia 1. Đó. Tính số mol của FeCl2, lấy 0,05 nhân 1 chia cho 1. Đó, cái bài này là người ta, cái cách nhẩm của người ta là người ta nhẩm từ cái số mol đầu tiên. Không? Rồi chúng ta có thể không cần nhẩm theo số mol đầu tiên mà chúng ta nhẩm luôn. Chúng ta cứ nhẩm lần lần. Đó, từ số mol sắt ra số mol HCl, từ số mol HCl ra số mol FeCl2. Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ lấy là 0,1 nhân 1 chia 2. Thật ra người ta làm như thế này là đúng nhưng không sai đâu, nhưng mà nếu mà làm như vậy thì nhiều khi nó phải quay lại ngay cái chất đầu tiên, có khi bọn em nhìn không rõ. Không, bọn em thì nó mới học mà đâu có quen được. Cho nên để thầy sửa chỗ này chút. Cái này đúng rồi. Cái này đúng rồi, cái này mới phải. Chỗ này chúng ta sẽ lấy 0,1 nhân 1 chia 2. Đó, 0,1. Ta lấy 0,1 của HCl này này. Nhá, lấy 0,1 của HCl. Chúng ta nhân với 1 của FeCl2. Sau đó ta chia cho 2. Có nghĩa là nhân vẫn là nhân chéo chia ngang.
Nhưng mà lấy ngay cái số mol của HCl này nhân FeCl2 rồi chia HCl luôn, nhân chéo chia ngang sát nó luôn. Rồi số mol của chất thứ ba cũng vậy, lấy số mol của FeCl2 này nhân với số mol H2 rồi chia số mol FeCl2. Đó. Còn mấy cái mũi tên này thì quy ước, theo quy ước của bên trường mình thì không cần ghi mũi tên này. Hàng trên cùng là ghi số mol ra thôi, còn hàng dưới thì mới ghi mũi tên. Rồi sau khi tính được rồi thì người ta hỏi mình số khối lượng của HCl. Số mol HCl mình theo phương trình mình tính đây là số mol của nó là bằng 0,1 này. Phải không? Số mol của nó là 0,1. Vậy khối lượng thì sẽ bằng số mol nhân m, m lớn, nó sẽ bằng 0,1 nhân 36,5. Còn cái dòng mà số mol bằng 0,1 trên này lặp lại, chúng ta không cần ghi dòng này vào nhé. Cái dòng HCl bằng 0,05 nhân 2 chia 1 này bỏ qua đây. Tại vì trong phương trình mình đã tính sẵn ra đây 0,1 rồi, vậy mình không cần viết lại nữa. Và mình ghi là khối lượng, cái chỗ này mình ghi là khối lượng HCl là đó, m sẽ bằng n nhân m lớn bằng. Rồi chúng ta chép xong cái ví dụ này vào thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao. Rồi cho các em nghỉ giải lao 5 phút nhá. Đúng 3 giờ 43 phút quay trở lại lớp học ha. Nghỉ giải lao 5 phút.